Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 34 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ 7, dự kiến làm việc trong 3 ngày để xem xét cho ý kiến 16 nội dung, trong đó có 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết dự kiến thông qua tại đợt 2 của kỳ họp thứ 7 và 5 nội dung khác thuộc thẩm quyền. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến đối với những dự án dự thảo luật có nhiều nội dung lớn, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu nêu rõ quan điểm, đề xuất cụ thể phương án và nội dung chỉnh sửa, làm cơ sở cho các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý nghiêm túc, đầy đủ, thấu đáo để tổng hợp báo cáo xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Sôi nổi, dân chủ, trọng tâm, ngắn gọn, nhiều đại biểu được phát biểu, nhiều ý kiến sâu sắc thiết thực trên tinh thần trách nhiệm cao xây dựng, tìm ra những cái giải pháp để phục vụ cho cái nội dung điều hành kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của là chính phủ, các bộ ngành. Sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đường bộ. Về quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ quy định tại Điều 12, một số ý kiến ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không nên quy định quá chi tiết về tỷ lệ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ trong đô thị để bảo đảm tính ổn định lâu dài của luật, đồng thời đề nghị ra soát khoảng 3 để bảo đảm thống nhất với tiêu chuẩn về phân loại đô thị áp dụng đối với các đô thị có tính chất đặc thù quy định tại Điều 9, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Nên chăng là chỉ quy định theo cái hướng mang tính định hướng thôi, đấy, là phù hợp, tức là cái tỷ lệ đất dành cho kết cấu hạ tầng giao thông trong đô thị, tùy theo từng loại đô thị, chỉ cần ghi là phù hợp với tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan khu vực nội thành nội thị của các đô thị loại tương ứng, đấy, để bảo đảm tính ổn định lâu dài của luật và không quy định lại các nội dung mà đã được quy định ở trong nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một số ý kiến cũng đề nghị cân nhắc việc điều chỉnh giảm tỷ lệ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ trong các khu đô thị, bổ sung căn cứ pháp lý thực tiễn của quy định này. Tại dự thảo luật đường bộ mới nhất, tỷ lệ đất dành cho giao thông trong đô thị so với đất xây dựng đô thị quy định cụ thể cho từng loại hình đô thị cụ thể từ 11 đến 26%.